Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ được cho các bạn một cái kèo cực kỳ là ngon đến từ cái dự án Moniwa NFT và Chain BSC. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ airdrop để chúng ta có cơ hội nhận miễn phí cái NFT pet giá trị lên đến 200 đô từ cái dự án Moniwa và đã có token list trên cái sàn CoinMarketCap. Mà khi mà các bạn đã nhận được cái LFT này thì các bạn có thể bán ngay lập tức, chúng ta có thể bán bất kỳ lúc nào, nó không khóa như những cái token mà chúng ta airdrop. Ok, thì xin mời các bạn hãy quay sang cái nhiệm vụ để chúng ta làm. Ở đây thì các bạn hãy bấm vào nút Start. Tiếp theo thì các bạn hãy làm phép tính, các bạn bấm Continue, sau đó các bạn điền kết quả bên dưới này cho mình. Rồi, tiếp theo thì các bạn hãy bấm vào cái nút Telegram Group. Chúng ta sẽ join cái Telegram Group. Ở đây thì các bạn hãy comment vào đây. Tiếp theo các bạn quay trở lại, chúng ta join cái Telegram Channel. Các bạn bấm join cho mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ join cái Telegram. Tiếp theo, các bạn bấm vào đây. Rồi, sau đó các bạn quay trở lại. Chúng ta sẽ join cái Discord. Ở đây các bạn bấm chấp nhận này, mời cho mình. Rồi tiếp theo các bạn back lại, chúng ta làm cái like Facebook và theo dõi Facebook. Rồi ở đây các bạn bấm thích cho mình nhé. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào ba chấm ở đây, chúng ta sẽ bấm theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại cái nhiệm vụ, chúng ta sẽ subscribe kênh YouTube. Ở đây thì các bạn hãy bấm đăng ký. Rồi sau đó các bạn quay trở lại cái con bot, chúng ta bấm check. Ở đây yêu cầu mình gửi cái username của cái Telegram thì các bạn điền cái username Telegram vào. Nếu mà các bạn nào chưa biết lấy ở đâu thì các bạn vào cái Telegram, sau đó các bạn vào trang cá nhân thì các bạn copy ở cái Telegram. Sau đó các bạn bấm gửi này. Tiếp tục yêu cầu mình gửi cái link trang cá nhân Twitter. Thì để lấy được cái link trang cá nhân Twitter ấy, thì các bạn phải khởi động lại cái app Twitter thì các bạn mới lấy lại được, lấy được cái link. Đấy, các bạn bấm hồ sơ này. Đó, các bạn chia sẻ. Ở đây thì các bạn bấm sao chép. Đó, các bạn dán nó vào đây. Rồi tiếp theo thì lấy gửi cái username Discord. Thì các bạn vào trang cá nhân Discord, app Discord, các bạn copy và các bạn điền vào đây. Tiếp theo là gửi cái link trang cá nhân của Facebook. Để vào lấy được cái Facebook thì các bạn vào trực tiếp cái link này luôn. Chúng ta sẽ lấy cái link trang cá nhân của trang Facebook của chúng ta. Đó, ở từ cái trang này thì các bạn back lại này. Các bạn bấm vào avatar. Tiếp theo thì các bạn kéo lên, các bạn bấm vào ba chấm ở đây. Và các bạn bấm vào sao chép liên kết. Như vậy là chúng ta đã sao chép xong cái trang Facebook của chúng ta, dán vào đây. Rồi, tiếp theo được gửi cái trang YouTube thì các bạn bấm vào luôn vào đây. Ở đây là join. Sau khi các bạn gửi địa chỉ ví xong thì các bạn nó sẽ ra cái thông tin của chúng ta, các bạn bấm nhất để chúng ta xác nhận nhé. Sau đó các bạn bấm quyết đao. Ở đây nó ghi là cái airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022 và ngày bắt đầu thì bắt đầu từ ngày hôm nay, tức là ngày 23 tháng 1. Đó. Ok, thì cái video chia sẻ cái kèo airdrop để chúng ta nhận miễn phí cái LFT từ cái dự án Moniwa đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.